quá đẳng cấp. Một chiếc chủ là tương đương 12 ly mà kết hợp với mỗi bên là 4 viên, tổng cộng 8 viên, 5 ly 4, mà 8 viên này, 5 ly 4 này là 8 viên tuyển chọn. Như chúng ta đã biết, cho dù chúng ta chọn một viên kim cương tuyển chọn đi chăng nữa, nhưng nếu như kỹ thuật chuyên môn mình làm không đẹp trên thăng vàng và kỹ thuật làm nguội không tốt thì sẽ không hỗ trợ tối đa về sự phát sáng lấp lánh của những viên kim cương. Vì vậy, hãy đến với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân là đơn vị chuyên về trang sức cao cấp tuyển chọn theo tiêu chí của Kỳ Lân và cũng là tiêu chí của tất cả các hãng lớn từ đất nước Thụy Sĩ chọn và sử dụng. Từ viên hông đến viên chủng chính, từ vàng đến hội, tất cả mọi cái, và từ kỹ thuật chuyên môn cao cấp và từ máy móc chuyên nghiệp hiện đại để tạo ra những sản phẩm cao cấp luxury. Kỳ Lân hân hạnh phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc một cách thăng hoa tuyệt vời nhất đến với tất cả quý khách hàng chọn sản phẩm cao cấp luxury. Bây giờ Kỳ Lân sẽ đeo thử vào tay của mình mà không dùng bao tay để quý khách hình dung được là trên video và trên tay của chúng ta sẽ như thế nào. Wow, chiếu. Chiếc nhẫn này chiếu lấp lánh, bắt lửa, ánh lửa quá nhiều. Vì đây là những viên kim cương mà Kỳ Lân đã tuyển chọn với những thông số chuẩn theo tiêu chuẩn 4C của GIA, theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn đầu tiên là nước. Nước là Kỳ Lân hầu như chỉ tuyển chọn trong phân khúc nhóm 1 DEF. Về độ sạch thì thường Kỳ Lân sẽ chọn trong phân khúc là VVS1. Các độ sạch khác như là VS1, VS2, vân vân về sau, SI đồ thì Kỳ Lân không tư vấn để quý khách chọn đâu, bởi vì nó không có đủ đẹp. Nhưng mà đôi khi những quý khách muốn phù hợp vào giá tiền của mình thì lúc đó dựa trên sự tư vấn rõ ràng và khách hàng quyết định thì Kỳ Lân mới phục vụ những sản phẩm đó thôi. Còn ngoài ra mặc định chủ đích là hầu như nước trong phân khúc nhóm 1 DEF, độ sạch thì hầu như đa số Kỳ Lân chọn là VVS1 là nhiều nhất. Rồi tiếp đến mình sẽ thử trên tay một chiếc nhẫn vàng trắng quá đẳng cấp. Một chiếc chủ là tương đương 12 ly mà kết hợp với mỗi bên là 4 viên, tổng cộng 8 viên, 5 ly 4, mà 8 viên này, 5 ly 4 này là 8 viên tuyển chọn. Mà thường những chiếc nhẫn mà có hột chủ nhỏ, 5 ly 4 này thì cũng rất nhiều, nhưng hôm nay 5 ly 4 được đưa vào làm kim phụ cho viên chính tương đương 12 ly. Lửa quá nhiều và ánh quá chiếu, bởi vì những viên kim cương này là những viên kim cương mà Kỳ Lân đã tuyển chọn cực kỳ công phu, cũng như là vàng nguyên khối với công nghệ nén vàng không bọt không xốp và kỹ thuật máy móc chuyên sâu chuyên nghiệp để tạo ra sản phẩm cao cấp trên nền vàng khối. Và những sự lấp lánh ở dưới đáy của viên kim cương đó chính là vàng ánh bóng, và kết hợp với những viên kim cương bên hông là viên 54, cũng kỹ thuật chuyên môn làm sạch làm nguội cực kỳ tỉ mỉ tinh tế, cho nên là phát huy tối đa sự lấp lánh bắt lửa bắt sáng từ viên kim cương, từ chiếc nhẫn kim cương này. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.